Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 cũng là mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời tiết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn duy trì ổn định. Trong khi phía Bắc rét đậm rét hại thì phương Nam nắng ấm kéo dài. Cụ thể tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục chi phối nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời tiếp tục rét đậm rét hại, vùng núi cao tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Các tỉnh phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở ngưỡng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với cao nhất trưa chiều dao động trong khoảng từ 15 đến 18 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở xuống cho đến Quảng Ngãi, có lúc trời sẽ có mưa nhỏ về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng không nhiều, vào trưa chiều nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ. Nằm xa về phía Nam, khu vực Nam Trung Bộ ngày có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì ổn định, toàn vùng hầu như là không có mưa và có nắng trong ngày. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 cho đến 31 độ tại vùng cao nguyên và 31 đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành Nam Bộ, riêng miền Đông của Nam Bộ trời nóng và khô trong một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, phía đông bắc sẽ có lúc cấp 7 biển động, còn các vùng biển khác, gió đông bắc có cường độ trung bình. Tuy nhiên, sang ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 2, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên vùng gió mạnh sẽ mở rộng hơn xuống phía nam, khiến cho khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây của Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, gây sóng cao biển động. Như vậy, trong ngày mùng 3 Tết, rét đậm còn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng ráo duy trì, thuận lợi cho các hoạt động du xuân của mọi người. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày mùng 3 Tết của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!